Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Ngày nào, năm nào, tháng nào, vùng biển hoang vu nào đó, Tôn Sư Thúc, phía trước có vụ hải. Chúng ta tạm thời tiến vào đó nghỉ ngơi chốc lát, nếu không mọi người cũng sẽ không thể nào chịu nổi nữa rồi. Được. Đỡ rồi, mọi người thế nào rồi? Nơi này không thể ở lại lâu, nếu như đã khỏe rồi, hãy nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Mấy thứ kia có lẽ sẽ nhanh đuổi đến đây thôi. Không hay. Đáng ghét, quả nhiên đuổi đến rồi, làm sao bây giờ? Chạy, nhanh đến khu rừng kia. Chờ có cơ hội thì tự mà chạy trốn. Nhanh. Nơi đây còn có đồng đạo nào khác ở đây hay sao? Sư thúc, là huyễn trận, chẳng lẽ? Hy vọng huyễn trận này có thể che mắt được ưng diên thú. Không được, xem bộ dạng của ưng diên thú này dường như chúng không bị ảo giác này ảnh hưởng. Chắc chắn là sẽ nhanh chóng đánh xuống phía núi lòn. Nơi này có khí tức của cấm chế, nói không chừng thật sự có đạo hữu khác ở nơi nào đó. Ai, thật sự có người ở đó. Lại một tầng huyễn trận. Không biết là người bên đó có hay không, chỉ đành nhờ vào vận may mà thôi. Bọn họ đến rồi. Có khi nào bên trong căn bản là không có người hay không? Không biết. Nếu đã như vậy, nhiều với bọn chúng thôi. Tốt quá. Tại hạ hiện đang bế quan, không tiện đứng dậy chào đón. Mấy vị đạo hữu có thể vào trong trận pháp nghỉ ngơi một chút, sau đó thì tự rời đi. Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Nếu đám yêu thú đó đã bị diệt, bọn ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây một chút, cũng không dám quấy rầy việc tu luyện của tiền bối nữa. Ơi, xem bộ dạng rất là cẩn thận. Các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bị một đám yêu thú cấp 2 này đuổi giết như vậy? Ta là đệ tử của Thanh Ninh Môn, lần này ra biển hái chút ninh dược. Kết quả, thật sự là không thể nghĩ đến đã bị đám ưng diên thú này chú ý. Các ngươi gà mờ như vậy, vì sao không có sự dẫn dắt của sư môn trưởng bối vậy? Tên trúc cơ kỳ đem theo vài tên luyện khí, không phải là đang tìm cái chết hay sao? Không hổ danh là tiền bối, ăn nói thẳng thắn hơn cả giới tính của mình. Tu vi kinh người của người này có lẽ sẽ không thèm dòm ngó đến mấy môn phái cũ của chúng ta. Vẫn nên nói thật thì hơn. Tiền bối, Thanh Ninh Môn chúng ta chính là một môn phái nhỏ. Trước kia mặc dù cũng có một vị trưởng lão kết đan kỳ, nhưng hơn 20 năm trước đã mất mạng ở trong thú triều. Trong môn hiện giờ ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không có mấy người. Thú triều, việc này phát sinh từ năm nào, có liên quan với yêu thú hay sao? Tiền bối không biết thú triều, xem ra tiền bối ở đây bế quan rất lâu rồi. Nghe khẩu khí của người hình như bên ngoài không tốt lành cho lắm nhỉ? Tình huống bên ngoài, chẳng lẽ chỉ dùng từ không tốt là có thể hình dung hay sao? Tiền bối, thú triều là chuyện của hơn 20 năm trước. Nghe nói lúc ấy, trong thâm nguyên hải vực có hơn vạn yêu thú, vào một ngày đã không chút dấu hiệu mà điên cuồng tiến ra. Sau đó một hơi, lao thẳng tới Kỳ Uyên đảo, bao vây Hắc Thạch Thành lại, rồi không ngừng điên cuồng tấn công. Mặc dù trên đảo có đại trận phòng hộ, còn có mấy ngàn tu sĩ cùng với tiền bối Nguyên Anh Kỳ tọa trấn, nhưng sau đó vẫn bị yêu thú công phá. Ngoài một số tu sĩ có thể thừa dịp loạn lạc bỏ chạy thoát khỏi kiếp nạn, còn lại mọi người dù là phàm nhân hay là tu sĩ đều chết tại đó. Có chuyện như vậy sao? Sau đó thế nào? Yêu thú có lùi về Thâm Nguyên hay không? Nếu lùi về Thâm Nguyên thì đã tốt rồi. Sau khi yêu thú biến Hắc Thạch Thành hóa thành một đống đổ nát, lại bắt đầu chia ra. Dưới sự thống lĩnh của một số yêu thú cấp bậc cao, bắt đầu càn quét những thôn trấn khác còn lại của con người. Tất cả hải vực xung quanh đều bị Uyên đảo. Xung quanh Kỳ Uyên đảo đều bị càn quét. Hôm nay Kỳ Uyên đảo đã thành nơi tụ tập của yêu thú cấp cao. Chỉ cần biết tin tức nhân loại nào thì chúng sẽ lập tức tiêu diệt ngay.
một vài tổ chức của tu sĩ Nguyên Anh phản công không có kết quả, mà trong tinh hải hoàn toàn cắt đứt mọi tin tức với bên này, gần như đã từ bỏ bên này rồi. Ơi, thật là buồn cười, nói như vậy, tại ngoại tinh hải này thì tu sĩ chúng ta ngược lại giống như là yêu thú lúc trước, thành vai diễn bị săn giết rồi. Đã nguy hiểm như vậy, tiểu bối các ngươi không ở nhà ẩn nấp cho kỹ, lại mạo muội chạy đến đây, chẳng lẽ là muốn tự sát hay sao? Chúng ta, tiền bối, gia phụ bởi vì tu luyện công pháp không cẩn thận, làm cho chân nguyên nghịch chuyển, kinh mạch rối loạn, bây giờ tê liệt không dậy nổi. Tiền bối thần thông quảng đại, nhất định là sẽ có cách để cứu gia phụ. Nếu tiền bối có thể cứu giúp gia phụ, vãn bối tình nguyện làm trâu làm ngựa để báo lại đại ân của tiền bối. Ủa, sao nhiều căn phòng như vậy? Ở phía trước đâu có một con khỉ lớn. Trong căn nhà này lại là cái gì vậy? Hình như không thể vào. Ủa, con khỉ trong nhà này cũng không ngăn cản mình. Ây, nhiều ngọc giản như vậy là để làm cái gì vậy? Trong ngọc giản này là... lại là điển tịch và trận pháp mà mình biết. Bỏ đi, toàn viết chữ nhưng cũng không biết là gì. Trời ơi, nhiều ngọc giản như vậy, tất cả đều là công pháp, kiến thức luyện đàn, tài liệu trận pháp quý giá, lại cứ đặt như vậy sao? Trong căn phòng này lại là gì? Ây, sao có thể nhiều như vậy? Màn che này lại đều là... đây nhất định là pháp bảo ở trong truyền thuyết. Trên cái kệ ở bên cạnh tất cả đều là pháp khí hàng đầu. Ước mơ của mình chính là có thể mở mang tầm mắt với pháp bảo thật sự một chút. Không ngờ ở đây lại có nhiều như vậy. Nhưng mà vừa mới nghĩ đến sẽ trở thành đỉnh thì lại kích động nữa rồi. Hai ngày sau, công pháp truyền ngọc quyết ở học giả này thật là lợi hại. Thanh Ninh Công ở trong môn phái của chúng ta căn bản không thể nào so sánh được. Truyền ngọc quyết này quả thật rất thích hợp cho lữ tu luyện, mặc dù ta lấy được từ trên người của đàn ông. Người là tiền bối kia sao? Sao thế, ta không giống hay sao? Tiền bối, công pháp này là... không sao, ta không cấm ngươi đi vào nơi này. Ta nhân tiện cho phép ngươi tùy tiện lựa chọn công pháp. Không biết là công tôn cô nương có biết về vùng biển này có nơi nào có thể mua bán, trao đổi vật phẩm được hay không? Vậy thì xin đa tạ tiền bối. Nói về bán đồ vật thì cách nửa tháng lộ trình về hướng nam có một tiểu hoang đảo, ở nơi này có một phường thị. Tiền bối có muốn bản đồ vùng biển này hay không? Có bản đồ biển đương nhiên là rất tốt. Được rồi, ở đây, mời tiền bối. Đừng sợ, tiền bối, buổi tối đến phòng ngủ của ta, đừng quên đấy. Mình lại quên mất chuyện nư đỉnh. Nếu như đã nói ra thì phải làm được. Công tôn hạnh không thể nào rút lui. Đến luôn, tiền bối, ta đến rồi. Người đâu rồi? Lòng hiếu của người rất đáng quý, động phủ này ta tặng cho người. Không nên dễ dàng trêu chọc người khác để tránh mang tới họa sát thân. Người tự thu xếp đi. Đây là công pháp truyền ngọc quyết. Tiền bối, đảo Lam Lê. Nghĩ đến thì nha đầu hẳn là vẫn đang mơ hồ. Cho dù người nào đó vô duyên vô cớ gặp phải tình huống như vậy cũng phải ngạc nhiên hồi lâu. Nhưng mà hiếm khi nào hào phóng như vậy, cũng chính là vì kính trọng lòng hiếu thảo của cô ấy. Mặc dù trước khi rời khỏi quê nhà đã sắp xếp tất cả mọi chuyện trong nhà, nhưng vẫn không thể nào ở trong nhà báo hiệu, vẫn là điều khiến mình nuối tiếc nhất. Còn về cô gái kia cũng khiến mình nhìn thấy bóng dáng trước khi gả đi của tiểu muội. Mình dự định sau khi xuất quan lập tức vứt bỏ cái động phủ kia,
Nhưng nếu như đã là duyên phận, động phủ và hơn 1.000 pháp khí pháp bảo đáng tiếc kia mình để lại cho cô ta, tư chất của cô gái kia cũng không phải là tốt cho lắm. Mấy thứ này sẽ để cô ta giảm bớt được không ít đường vòng trên con đường tu hành sau này. Nếu như không phải vốn dĩ vứt bỏ cái động phủ kia, mình sẽ không thể nào để mấy người kia dễ dàng rời khỏi đây, xem như bọn họ may mắn vậy. Vẫn còn một phần đan dược, mình vẫn đem ra ngoài. Trước đây, sau khi luyện hóa đan dược đến kết đan trung kỳ, mình lại bế quan hơn 20 năm trong mật thất mới xuất quan. Cơ duyên đột phá đến kết đan hậu kỳ nhất định là phải tự mình tìm kiếm. Không đem toàn bộ đan dược luyện hóa, ngược lại là do mình gặp phải bình cảnh. Trên cơ bản không có định luật nào có thể tin tưởng được. Chỉ có thể ra ngoài xem thử, có thể tìm thấy tin tức của bán yêu thảo hay không. Đây đúng là hoán hình quyết mà huyết cốt tặng, tuyệt đối là thuật thay đổi hình dạng đỉnh cao. Đối mặt với tu sĩ có thần thức cao thì cũng không dễ dàng bị nhìn thấu. Mặc dù sau khi hóa hình, pháp lực chỉ còn lại 7 phần, nhưng mà có thể che giấu thực lực cũng tốt. Nhưng mà tên này cũng không quản đối phương có phải là bị bản thân liên lụy hay không. Và nhân tính thế nào đáng ghét thật, đột nhiên xông qua đây như vậy, vừa nhìn nào biết bị yêu thú truy sát, không kéo người khác xuống nước. Không thể không nói, nhân tính đúng là rất là phức tạp thật. Vị đạo hữu này xin hãy cứu mạng, tại hạ là Hoàng Minh Lễ, chắc chắn là sẽ tạ ơn của đạo hữu. Đi ăn cướp đi, liên quan gì đến ta? Không được, nhất định là phải lấy ra lợi ích. Vị đạo hữu này, ta biết một thành phố bí mật rất là lợi hại. Đạo hữu bây giờ đang rất khó khăn, nếu như đạo hữu có thể ra tay cứu giúp. Không cần, ta là muốn đi đến đảo Lam Lê để mua đồ. Đạo hữu bây giờ cũng đang rất khó khăn. Này này này, tiền mối đảo Lam Lê đã bị hủy hoại rồi, ở đó không có phường thị đâu. Ta vừa mới thoát ra khỏi nơi đó. Mấy ngày trước, phường thị đảo Lam Lê bị một ít yêu thú cấp thấp ở trong đó vô ý phát hiện, mặc dù chém một phần lớn yêu thú ngay tại chỗ. Nhưng ngày hôm sau, bọn nó đã đưa đến rất nhiều đồng loại cấp cao hơn đến đây. Nhiều người ở trong phường thị bị thương không ít, bất đắc dĩ chia nhau phá vòng vây. Tại hạ chính là một thành viên ở trong đó. Tiền bối, đa tạ tiền bối. Nửa tháng sau, lệ tiền bối chính là ở đây. Lại không có pháp trận, lẽ nào nói. Quả nhiên là ẩn giấu ở dưới lòng đất. Mời tiền bối. Hoan nghênh tiền bối đến mới phường thị của chúng tôi. Hy vọng tiền bối có thể tìm được thứ mà mình cần ở đây. Chính là ở đây. Cũng khá là lớn đấy. Không chỉ tầng này đâu. Nếu ta cần biết tin tức về sao huyệt của một số yêu thú cấp cao thì nên tìm ở nơi nào? Yêu thú cấp cao, tiền bối nên tham gia vào hội trao đổi. Hội trao đổi? Dạ đúng, bình thường chỉ có tu sĩ kết đan kỳ mới có nguyên liệu và bảo vật mà tu sĩ kết đan kỳ khác cần. Cho nên cứ qua một khoảng thời gian, chủ nhân của phường thị sẽ triệu tập hội trao đổi kiểu nhỏ như vậy. Có lẽ là tiền bối còn phải đợi mấy ngày, có lẽ là có thể đợi được. Ta muốn một mình đi tham quan nơi này, cho nên chúng ta chia tay ở đây. Tiền bối nói rất hợp tâm ý của vãn bối, cáo từ. Tên này cũng hiểu chuyện đấy. Vài ngày sau, lệ tiền bối, vãn bối phụng bệnh đến mời tiền bối tham gia hội trao đổi. Không biết tiền bối có hứng thú hay không? Đến đây. Tiền bối, có gì không ổn hay sao? Đây không phải là Văn Tư Nguyệt hay sao? Sao cô ta lại ở đây? Không có gì, dẫn đường đi. Vâng. Mời tiền bối chính là ở đây. Vị này chính là lệ đạo hữu hay sao? Tại hạ là Vân Thiên Tiếu, là chủ nhân nơi này, hoan nghênh đạo hữu tới tham gia. Văn cô nương nhất định là phải tiếp đãi lệ huynh chu đáo, không được chậm trễ. Ông chủ của bí thị Vân Thiên Tiếu. Lệ tiền bối mời vào. Xin lỗi lão Văn. Gia hỏa tốt, mỗi một tu sĩ đều có lữ tù. Hơn nữa, những cô gái này đều có pháp lực không yếu.
Vân Thiên Tiếu kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể tìm được nhiều nữ tu đẹp như vậy ra sức cho hắn. Yo, Vân Đông Chủ đến rồi. Phạm Phu Nhân, sao cô ta lại ở đây? Hình như có mối quan hệ không tầm thường với Vân Thiên Tiếu. Hàn Nập, ngươi làm gì vậy? Đây là con gái của bằng hữu đấy. Là tay của bản thân tự chạy qua đấy, đắc tội rồi. Hội trao đổi lần này có 13 vị đồng đạo tham gia, thật sự Vân Mỗ vô cùng vinh hạnh. Các vị đạo hữu bây giờ có thể đem vật phẩm ra giới thiệu. Nếu như vậy thì hãy để Lão Phu bắt đầu cho. Lần này Lão Phu mang đến không ít thứ tốt. 3 miếng thiên linh tử, 1 viên yêu đan ngọa hổ sa, 1 tấm da hỏa hải thú. Ai đầu nào đồ tốt, vừa mới bắt đầu đã là thứ quý giá như vậy rồi. Chỉ vậy thôi sao? Yêu đan ngọa hổ sa ta cũng có 7-8 viên. Nhàm chán thật, ta chỉ mang đến một thứ. Đó chính là một quả trứng của yêu thú bản nê dẫn cấp 5. Nê đạo hữu, ngươi đến rồi. Một đống như vậy bị điên rồi sao? Chỉ cần mấy cái, quan trọng nhất là nghe ngóng tin tức. Ây à, lợi hại thật, đúng là khiến người khác bất ngờ mà. Tôn Huỳnh mời. Mấy vật này ta chỉ bán cho người am hiểu giá trị của chúng, không có cơ duyên không cưỡng cầu. Mấy cái văn tự ở trên miếng đồng này, cùng với quyển công pháp luyện khí vô danh bằng gia thú kia không khác nhau lắm, không lẽ là có quan hệ gì sao? Không nghĩ tới giá trị tài liệu của Tôn Huỳnh thực là lớn, có thể xuất ra linh cốt của yêu thú cấp 8. Vân Mỗ có chút động lòng. Yêu thú cấp 8, chắc chắn đây chính là đồ vật quý giá nhất ở lần trao đổi này. Linh cốt của yêu thú cấp 8, chẳng lẽ người này biết được tin tức của yêu thú cấp 8? Được rồi, lấy đồ đi hết đi. Các vị cứ nói ra nhu cầu của bản thân, sau đó bắt đầu trao đổi. Thiên linh tử đổi với vài loại linh dược trên trăm năm. Còn yêu đan phải dùng một sợi linh cân sợi gần của yêu thú cấp 7 để đổi. Ta không có yêu đan, đổi thành linh thạch cũng được. Lê đạo hữu, ngươi cũng nói chất liệu của ngươi đổi như thế nào đi. Đúng vậy, mấy cái chất liệu này tại hạ không cần vật gì, chỉ muốn đổi tin tức mà thôi. Không biết vị đạo hữu có thể cung cấp tin tức về xào huyệt của yêu thú cấp 8. Nếu như có thể nói cho ta biết những chất liệu này ta tặng hết. Xào huyệt của yêu thú cấp 8, chẳng lẽ đạo hữu có chủ ý muốn đánh nhau với yêu thú cấp 8? Đạo hữu trừ phi cho rằng Tôn Mộ biết được tình báo của yêu thú cấp 8. Đáng tiếc Lệ đạo hữu đã tìm sai người rồi. Hắn không biết. Vậy hôm nay mình lại uổng công một chuyến nữa rồi. Ta biết nơi nào có yêu thú cấp 8. Cái gì người? Nhưng ta không cần mấy tài liệu đó, mà có một điều kiện khác. Tư Nguyệt, ngươi đang nói lung tung cái gì vậy? Sao ngươi có thể biết được tin tức của yêu thú cấp 8? Đừng có ăn nói bậy bạ như vậy. Phạm Sư Bá, ta quả thực biết tung tích của một con yêu thú cấp 8. Tuyệt đối không có lừa gạt Lệ tiền bối. Xin Sư Bá cứ yên tâm. Khoan đã, tại hạ muốn nghe một chút lời của làng nói. Về phần tin tức là thật hay giả, tại hạ có thể phán đoán. Được thôi. Khi thiếp vừa đến ngoại tinh hải, trong một lúc vô ý tìm được một cái bản đồ. Lúc đó thiếp tưởng là chỗ giấu kho báu, nhân tiện nén chạy tới xem một chút. Kết quả tại nơi này phát hiện một con liệt phong thú cấp 2-3 con nhỏ. Liệt phong thú phải tiến vào giai đoạn cấp 8 mới có thể bắt đầu sinh sản. Cũng phải chăm sóc thú nhỏ đạt đến cấp 5 mới rời đi. Cho nên nơi này khẳng định cũng có một con liệt yêu thú cấp 8 mới đúng. Nữ tử này nói không sai, liệt phong thú quả thật là như vậy. Tốt quá, vậy là có bán yêu thảo rồi. Rất tốt. Không biết đạo hữu dùng tin tức tình báo về xào huyệt của yêu thú kia trao đổi điều kiện gì với Lệ Mỗ. Thiếp mong tiền bối có thể mang tiểu nữ tử rời khỏi nơi này. Nhận Tư Nguyệt làm thiếp. Cái gì? Tư Nguyệt, ngươi nói bậy bạ gì đó? Yo, sắp có kịch hay để xem rồi. Ngày nào cũng tu luyện, đã lâu rồi chưa hóng đam ma như vậy. Nếu như có một chút điểm tâm perfect. Vân đạo hữu,
Ta không có nghe rõ vừa rồi, ngươi nói với lại đạo hữu điều kiện gì? Ngươi nói lại lần nữa đi. Tư Văn Nguyệt, đừng sợ hãi, tiền bối này rất mạnh đúng hay không? Ta muốn trở thành thiếp của lợi tiền bối. Lão Văn, cái này đừng đổ lỗi cho ta nhé. Từ nay về sau rời khỏi Diệu Âm Môn. Đây là sắp xảy ra án mạng đấy, làm thật sao? Đờ mờ Bạch Cốt Âm Hỏa. Lê đạo hữu, xem ra nữ tử này luyện công có chút sai lầm nên đầu óc không tỉnh táo, vừa rồi ăn nói hồ đồ, mong đạo hữu không nên tin là thật. Người đâu, đem Văn Tư Nguyệt xuống cấm chế pháp lực, úp mặt vào tường nửa tháng. Tiền bối, khoan đã, có đam ma rồi. Sao vậy? Chẳng lẽ lệ đạo hữu thật sự coi trọng vị đệ tử này của bổn môn? Có lẽ vậy, nhưng tại hạ muốn biết tin tức của yêu thú phu nhân cùng với Vân Huynh cũng không nên nóng vội, trước tiên nghe tại hạ nói điều kiện thêm lần nữa đã. Văn đạo hữu nếu chủ động nói ra nguyện ý làm thiếp của lệ mỗ, tại hạ nếu như cứ như vậy mà mặc kệ, không khỏi thật lòng là không đành. Hơn nữa trên người của nàng có tình báo của yêu thú, lệ mỗ cũng là bất đắc dĩ. Chỉ bằng như vậy đi, tại hạ dùng đống chất liệu này đổi lại tự do cho nữ tử này, Vân Huynh thấy thế nào? Ngươi dùng mấy thứ này trao đổi, giá trị tối thiểu cũng mấy vạn linh thạch. Nhưng đối phương mặt không đổi sắc dùng để trao đổi với một nữ tu sĩ trúc cơ kỳ. À, thì ra là mình đáng giá như vậy sao? Lệ đạo hữu, cho dù ngươi đem đống chất liệu kia để trao đổi thì cũng không thể nào mang nữ tử này đi. Nếu không sẽ thành nợ. Chẳng lẽ sau này ai vừa mắt nữ đệ tử của bổn môn cũng có thể dễ dàng mang theo hay sao? Thể diện của Diệu Âm Môn chúng ta đã đi đâu chứ? Đờ mờ, nhiều ninh thạch để đổi lấy một nữ tù còn không đồng ý, muốn nhân cơ hội để chặt chém đối phương hay sao? Tuyệt đối là có vấn đề, có đam ma để hóng nữa rồi. Diệu Âm Môn? Sao thế? Lệ đạo hữu chẳng lẽ không biết nơi đây là do bổn môn mở hay sao? Vân Mỗ tuy bất tài nhưng cũng là trưởng lão của Diệu Âm Môn, đối phương chỉ là tu sĩ kết đan sơ kỳ, lại đang ở địa bàn của ta, nhất định sau khi ngươi đánh giá lợi hại thì cũng chỉ có cách tuân theo mà thôi. Tiếc đống tài liệu kia. Tốt. Cái gì? Chỉ một kích thì đã đem Vân trưởng lão của kết đan trung kỳ, đúng là khoa trương quá rồi. Mạnh thật. Thù. Bây giờ có thể nói chuyện được rồi chứ? Tốt. Đa tạ ơn không giết của đạo hữu. Trình độ Vân Mỗ không bằng người, ta nhận thua. Đạo hữu có mang Vân Tư Nguyệt đi, nhưng tại hạ dù sao cũng phải nói lời thật lòng. Lúc trước có vị tiền bối Nguyên Anh sớm nhìn chúng cô lương này dùng để làm lưu đỉnh. Các hạ mang cô ta đi không phải là rước họa vào người hay sao? Ồ, thì ra là như vậy. Chả trách Văn Tư Nguyệt lại muốn liều mạng rời khỏi đây. Nhưng mà tên họ Vân này đã thành như vậy rồi còn ở đây mà uy hiếp người khác. Còn có người khác xem trọng cô gái này ư? Không sao, ta nhất định là phải mang cô gái này đi. Uy hiếp của đạo hữu tốt nhất là nên nói ít thôi. Nếu lệ mỗ tâm tình không tốt, có thể huyết tẩy nơi này cũng không chừng. Hôm nay đúng là xui xẻo, một tu sĩ kết đan sơ kỳ đi tìm sao huyệt của yêu thú cấp 8. Có lẽ mình nên nghi ngờ. Chỉ tùy tiện thì suýt chút nữa đã giết chết mình rồi, lại đi tìm yêu thú cấp 8, rõ ràng là lão quái Nguyên Anh che giấu thân phận. Nếu không phải là ở đây có quá nhiều tu sĩ kết đan kỳ và mình không có 10 phần nắm chắc có thể tiêu diệt toàn bộ, nếu không thì mình đã ra tay dọn dẹp sạch sẽ tất cả rồi. Này này, đó là tấm đồng của ta, ngươi xem hết rồi thì ta còn bán kiểu gì, cũng không hỏi tao một tiếng có đồng ý hay không. Ta muốn đổi cái này cần bao nhiêu ninh thạch? 7 không không 5.000 ninh thạch. Sao bản thân mình lại hạ giá xuống vậy trời? Ơi, huynh này cũng là một người thành thật, đa tạ. Hay dùng này viên yêu đan cấp 5 này để trao đổi. Cáo từ. Lệ tiền bối khoan đã, chuyện gì nữa? Tiền bối có việc không biết, Diệu Âm Môn chúng ta có cách giúp cho chư vị đạo hữu có thể trở thành nội tinh hải. Tiền bối nhất định là rất muốn quay về nội tinh hải có đúng hay không? Ta đéo muốn về.
Hơn tiền bối, Ngoại Tinh Hải bây giờ đã là thiên hạ của yêu thú, Diệu Âm Môn chúng ta đang chuẩn bị một truyền tống trận, chỉ cần các vị giúp đỡ chúng ta hoàn thành thì có thể miễn phí truyền tống đi về. Chúng ta còn có một vị Diệu Hạc tiền bối nguyên anh giúp đỡ nữa. Diệu Hạc tiền bối, nhanh nói về truyền tống trận của các ngươi. Truyền tống phù các ngươi cũng có thể luyện chế được sao? Các vị đạo hữu hãy nghe ta từ từ nói, tiểu tử người hồi phục cũng nhanh thật đấy. Hoang đảo nào đó, chúng ta sẽ mở một đống, chúng ta sẽ mở một động phủ tạm thời ở đây. Sau này ngươi ở đây là được. Ta sẽ đem khẩu quyết của trận pháp tại động phủ nói cho ngươi. Nơi đây xem như là an tĩnh, ngươi có thể ở đây tập trung tu luyện. Hẳn là có khả năng tiến vào kết đan kỳ. Đa tạ tiền bối. Lệ tiền bối, xin lỗi, vãn bối nên xưng hô. Mình quên mất, mình đang thay đổi hình dạng này mà. Nàng gọi ta tên là tiên sinh là được. Vâng, lệ tiên sinh. Văn đạo hữu đến Ngoại Tinh Hải thời gian nào? Phạm phu nhân làm thế nào mà trở thành trưởng môn của Diệu Âm Môn? Theo ta được biết, Từ Ninh tiên tử vẫn một mực đứng đầu Diệu Âm Môn mà. Hả? Tiền bối đối với chuyện trước đây của bổn môn rất rõ ràng hay sao? Trước khi Diệu Âm Môn chuyển đến Ngoại Tinh Hải, tất cả chuyện trong môn phái đều do thiếu môn chủ làm chủ. Nhưng sau khi thiếu môn chủ đi Hư Thiên Điện, Phạm Tả Sứ và tu sĩ ma đạo đột nhiên gây khó dễ, khống chế Diệu Âm Môn. Sau đó, thiếp mới biết được Diệu Âm Môn đã phụ thuộc vào ma đạo rồi. Lúc đó thiếp cũng đã bị bắt ép đi theo. Nữ đệ tử ở trong môn có hai lòng mất tích và bị mất, và bị bắt. Nếu như hôm nay không được tiên sinh cứu giúp, chỉ sợ không tránh khỏi việc phải làm lô đỉnh của người khác. Vi phạm môn chủ này của các người đến Ngoại Tinh Hải làm gì? Chắc sẽ không phải vì chuyện mở một thành phố bí mật mà đến đây chứ. Cái này thiếp cũng không rõ, nhưng mà bọn họ muốn tìm cái gì đó. Theo như thời gian trình tự có nghĩa là không sai. Xem ra thế lực của âm mưu với Diệu Âm Môn lai lịch không nhỏ. Vậy bây giờ Tử Linh Nha Đầu đang ở đâu? Bây giờ xem như ta làm theo lời hứa, mang người ra khỏi đó. Hiện tại chắc có thể đem vị trí của xào huyệt yêu thú nói cho Lệ Mộ biết được rồi chứ. Sau khi ta biết địa điểm sẽ lập tức rời đi. Sau đó ngươi và ta ai cũng không nợ ai rồi. Tiền bối không ý định muốn thu lữ tử làm thiếp hay sao? Lệ Mộ một mình cô độc quen rồi, không muốn có người khác đi theo bên cạnh. Đã tạ ý tốt của tiên sinh, nhưng thiếp lúc đầu đã nói muốn làm thiếp của tiền bối thì tuyệt đối là không có ý hối hận. Xin tiền bối cứ việc an tâm. Tư Nguyệt có thể tuân thủ lời hứa, không hề có một câu oán hận. Lệ Mộ không phải là có ý muốn dò xét tâm tư của Văn Đạo Hữu. Những lời vừa nói lúc nãy đều là thật. Nhưng Đạo Hữu nếu thực sự muốn trở thành thiếp của tại hạ thì Lệ Mộ cũng không từ chối. Đến lúc đó Văn Đạo Hữu đừng hối hận đó. Sao thế? Trừ khi Đạo Hữu đúng là muốn làm thiếp của tại hạ. Không phải thiếp xin đa tạ tiên sinh. Vãn bối Văn Tư Nguyệt sau này nhất định là không quên đại ân của tiền bối. Một khi đã như vậy thì chuyện làm thiếp kia hủy bỏ đi, đạo hữu không nên để ở trong lòng. Đa tạ tiên sinh đã thành toàn, tu luyện quan trọng hơn. Văn đạo hữu, tiếp theo nói một chút về chuyện liệt phong thú đi. Lệ tiên sinh, xào huyệt của liệt phong thú hiện tại xem ra có chút nguy hiểm, vì nơi đó gần biên giới của vực sâu. Mấy đan dược này cho người tu luyện cho tốt. Đa tạ lệ tiên sinh. Hai tháng sau, biên giới vực sâu. Mình đã mượn huyễn trận ở đây quan sát hơn một tháng. Trên đảo này sao không có động tĩnh gì vậy? Trừ phi yêu thú thái niên không ở trên đảo, vẫn nên từ bỏ xào huyệt này thôi. Lên đảo có thể mất mạng. Mình không thể nào ở đây làm hòn đá vọng phu cạn kiệt nghìn năm được. Không được, cuối cùng vẫn phải lên mạo hiểm lên đảo xem thử thế nào. Lớn thật. Vẫn không có động tĩnh gì, hình như an toàn hơn một chút. Kia à, cỏ bán yêu màu đen. Trên cấp 8 chính là màu đen, thật sự là có hay sao? Tốt quá, lấy được không tốn chút sức lực nào rồi. Thành công rồi, đi nhanh thôi. Ngươi mai phục ở đây,
Lâu như vậy rồi, không ngờ lại chỉ một vài cây cỏ mà thôi. Tu sĩ nhân loại thật đúng là kỳ lạ.